Trung Quốc, người anh em sát vách của Việt Nam, nhưng cũng là đất nước đầy bí ẩn, đầy hoài nghi với người Việt Nam, từ lâu đã luôn là đề tài mà bất cứ ai cũng có ít nhiều câu hỏi, thắc mắc. Vào năm 2022, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới theo GDP. Bởi vậy, trải nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp của Trung Quốc ra sao cũng là một chủ đề thú vị mà không phải ai cũng có cơ hội được thực sự biết. Với danh nghĩa tự gọi vui là phóng viên thường trú tại Thâm Quyến, Trung Quốc, vào năm 2017, tác giả Swedish Cherish đã chia sẻ bài viết với tiêu đề nổi bật Những điều mà chỉ khi liều sang Trung Quốc làm việc bạn mới biết tại website của Spa Room, cùng những góc nhìn mà đúng là nếu không trải nghiệm thực sự thì không thể hình dung ra được. Tuy bài viết đã hơi cũ và các thông tin có thể đã bị lỗi thời, nhưng Spa Room tin là bài viết vẫn sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn chân thật, gần gũi về đất nước này, cũng như có sự so sánh nhất định giữa làm việc tại Trung Hoa và làm việc tại Việt Nam ngày ấy và bây giờ. Trước khi vào video thì chúng mình có đặt link bài viết gốc tại phần mô tả. Đừng quên ấn vào đọc thêm các bài viết hấp dẫn khác. Và hãy nhấn nút subscribe kênh để ủng hộ chúng mình nha. Các bạn chính là lý do mà chúng mình làm chiếc video này. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu thôi. Cho nên là nó còn nguy hiểm đến tính mạng. Suýt chết ở Nam Phi bởi vì là... Đó chính là nhà văn, nhà báo Trương Anh Ngọc. Và chúng tôi đã kết nối được với nhà báo Trương Anh Ngọc, nhà báo duy nhất tại Việt Nam được tham gia bầu chọn danh hiệu Quả Bóng Vàng. Quan điểm của nhà báo Trương Anh Ngọc như thế nào? Ô, tuổi thơ của anh là một cái tuổi thơ mà nó gọi là gì nhỉ? Nó không bằng phẳng một chút nào cả. Đấy là tuổi thơ của một đứa trẻ mà... Tức là bạn làm điệu bộ là cầm súng bắn như này. Anh rất sốc luôn. Anh bảo không, Việt Nam của chúng ta đâu phải là súng bắn đâu. Cái việc đi nó khiến cho con người ta trở nên khiêm tốn, bởi vì nó khiến cho mình cảm thấy rằng là mình làm cái hạt cát bé tẹo. Tức là yêu nước cần gì phải vỗ ngực bảo ôi tôi yêu Việt Nam lắm, tất cả các nước khác đều là shit hết, tôi yêu Việt Nam tuyệt vời lắm. Không, em thấy là có rất là nhiều những người phải cố gắng để tạo ra đủ các thể loại drama mà không bao giờ có được cái sự mức độ chú ý như anh đang có. Có bao giờ anh nghĩ đấy là một điều tốt lành? Hãy bấm nút subscribe để cùng chúng mình talk thật là sâu nha. Mình đã sang Trung Quốc làm việc như thế nào? Năm 2016, khi còn ở Việt Nam, mình có làm phiên dịch ở phòng phát triển sản phẩm của một công ty chuyên về quà tặng cao cấp. Nghe thì oai thế thôi, chứ công ty hay gọi tắt phòng mình là phòng mua sắm. Phòng mình có 3 người, trong đó có 2 người phụ trách tiếng Trung, còn mình kiêm mảng tiếng Anh. 2 người kia chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn hàng cho các dự án của phòng sales, báo giá, dịch các tài liệu, chứng từ tiếng Trung sang tiếng Việt. Những giấy tờ ấy sau được chuyển tiếp qua cho mình để chuyển ngữ sang tiếng Anh. Về việc tìm và mua hàng, hai nhân viên tiếng Trung của công ty mình chủ yếu tìm trên Taobao.com, trên 1688 và các kênh bán lẻ online của Trung Quốc. Còn mình lo tìm hàng trên Amazon, eBay, Alibaba và tất cả các công ty trên thế giới có món hàng ấy. Tóm lại, ngoài dịch thuật văn bản, tài liệu, mình còn có chức năng mua hàng trực tiếp bằng tiếng Anh, có khi là đón tiếp, đi kèm phiên dịch cho sếp khi nhà cung cấp nước ngoài đến thăm công ty. Đợt ấy là lần đầu tiên mình có cơ hội làm việc trực tiếp với sếp người Trung Quốc sau này. Hai bên đã có một cuộc gặp gỡ tại Hà Nội. Sau khi dự án thành công tốt đẹp, sếp người Trung đã bày tỏ sự ngạc nhiên về mình, bởi sao người Việt mà nói tiếng Anh tốt, chuyên nghiệp thế? Vì thường sếp chỉ có gặp khách người Việt nói tiếng Trung hoặc thuê phiên dịch bên đó. Một tuần sau, ông gửi email cho mình, hỏi mức lương ở công ty đang làm là bao nhiêu. Nếu có thể, họ muốn mời mình sang Trung Quốc làm, lương đề xuất là 1.000 USD một tháng. Hồi đó cũng bận và chưa có ý nghĩ làm việc ở nước ngoài nên mình mới bỏ ngỏ email ấy. Mấy tháng sau khi bắt đầu chán ngán vì công ty trả lương chậm, mình mới nhớ đến lời đề nghị kia và bắt đầu lên Alibaba, lên website của họ để tìm hiểu thêm xem công ty đó như thế nào. Nói thật mình cũng sợ bị lừa lắm. Nhỡ đâu sang đấy lơ ngơ, có khi phải làm vợ cả một dòng họ chứ chẳng đùa. Quay trở lại cái email của sếp người Trung thì lúc ấy là khoảng 3 tháng từ ngày email gửi rồi mình mới trả lời. Hỏi han tình hình công ty dạo ấy, hỏi cả cái hợp đồng họ đề nghị kia còn hiệu lực hay không. May mắn là bên họ vẫn cần, rồi lại mất thêm 2 tháng nữa khi mình tận tay nhận được bản hợp đồng. Thư mời có chữ ký của giám đốc, mình mới ký và scan gửi lại. Tiếp đó là công cuộc làm visa, đi học tiếng Trung cấp tốc. Hồi mình chuẩn bị đi thì anh em ở công ty Việt Nam vừa mừng vừa lo. Mọi người ai nấy đều lo mình bị lừa, bị hãm hại. Giờ thì mình có thể khiến mọi người yên tâm vì ở Trung Quốc bấy lâu mà mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Và đây chính là khởi đầu cho hành trình đi làm tại Trung Quốc của mình. Liều sang Trung Quốc làm, mình biết được những gì? 1. Quy mô và cách vận hành của các doanh nghiệp. Quay trở lại chủ đề chính thì sau khi liều sang Trung Quốc làm, mình biết được những gì?
đầu tiên, mình biết thêm về quy mô và cách các doanh nghiệp ở Trung Quốc vận hành như thế nào. Các công ty vừa và nhỏ ở Trung Quốc hay tập trung thành các cụm công nghiệp bao gồm cả nhà máy, xưởng sản xuất và văn phòng. Đa số các văn phòng thì được bố trí gần xưởng để tiện kiểm tra hàng hóa, chụp ảnh, quay clip để gửi khách. Bạn biết đấy, mua online đã là một loại liều lĩnh rồi, nên hàng hóa phải được kiểm tra tận nơi, người mua mới tin tưởng phần nào. Tùy theo quy mô của công ty và đội xe của các doanh nghiệp sẽ có khoảng từ 1 đến 7 người, chủ yếu bán qua Alibaba hoặc AliExpress. Vì Alibaba có mạng bảo hiểm thương mại, bảo vệ quyền lợi của người mua và bán, đặc biệt là người bán. Vì dĩ nhiên, người Trung bảo vệ người Trung mà. Một số công ty Trung Quốc khác cũng có thời chinh chiến trên Amazon, nhưng để trụ được trên thị trường của Amazon không hề đơn giản. Tất cả các hàng hóa đều phải có chứng chỉ châu Âu và bằng sáng chế. Chưa kể, có hàng ngàn đối thủ sẵn sàng bỏ bom, khiếu nại gian hàng của bạn chỉ vì bán cùng mặt hàng với họ. Mình đã chứng kiến cảnh một khách hàng mua đồ trên Amazon, cùng loại với bên công ty mình mới bán, giá rẻ hơn và cũng cam kết có bằng sáng chế. Nhưng đó lại là hàng nhái, nên bên công ty mình liên tục gửi khiếu nại lên Amazon. Lúc đầu, công ty kia chối bay biến, nhưng sau phải gửi email xin lỗi và hứa không bán mặt hàng này nữa. Thương trường thật sự khốc liệt. Alibaba thì dịu dàng hơn chút xíu. Nếu bạn bán cùng một sản phẩm, ok, chẳng vấn đề gì. Vấn đề là bạn trả cho Alibaba Marketing bao nhiêu tiền để lên top đầu tìm kiếm thôi. Thật ra, nếu nhân viên sale ngay từ lúc up sản phẩm đã nhanh nhạy tìm những từ khóa tốt, dễ tối ưu bằng SEO, thì sản phẩm cũng không mãi nằm cuối bảng tìm kiếm. Khi đăng sản phẩm lên, Alibaba có gợi ý các từ khóa phổ biến hay từ khóa thông minh phù hợp với sản phẩm. Bạn có thể chọn để có được thứ hạng cao, dễ dàng SEO hơn với các đối thủ cùng bán. 2. Các doanh nghiệp Trung Quốc trả lương thế nào? Vấn đề lương lậu sẽ tùy theo năng lực của các bạn. Nhưng vào năm 2017, ở Thâm Quyến, mức lương cơ bản cho sinh viên mới ra trường cho đến 2 năm kinh nghiệm sẽ dao động từ 3.000 tới 3.500 nhân dân tệ, tức là khoảng từ 10 tới 11 triệu Việt Nam đồng lúc bấy giờ. Với những công ty trả mức lương thấp nhất 3.000 tệ, họ sẽ chu cấp thêm cho những nhân viên ký túc để ở và sinh hoạt. Nhân viên chỉ phải tự chi trả tiền điện nước. Các công ty Trung Quốc không có khái niệm lương thử việc. Trong hợp đồng lương của bạn là bao nhiêu, bạn sẽ nhận được đúng số ấy. Nếu trong thời gian 3 tháng bạn không làm tốt, thì bạn có thể xách hồ sơ đi chỗ khác. Nếu làm ở các xưởng, nhà máy chỉ có công nhân, họ sẽ có thêm lương tăng ca. Còn nếu là nhân viên văn phòng thì không. Lương bạn được trả cố định, nên cũng không ai trừ tiền khi bạn đi làm muộn. Tuy nhiên, ngoại trừ sếp, mình hiếm khi thấy nhân viên đi làm muộn. Đây là điều mình rất hay thấy ở các văn phòng Trung Quốc. Càng trẻ, càng phải nỗ lực, đi làm sớm, về muộn, ngày ngày miệt mài kiếm đơn hàng. Có được đơn thì chăm chỉ chạy qua xưởng xem công đoạn sản xuất đến đâu, update tình hình liên tục cho khách. Thời gian làm việc của các công ty cũng khá khác nhau. Múi giờ của Trung Quốc là GMT cộng 8, tức là bên này nhanh hơn ở Việt Nam 1 tiếng. Buổi sáng thường bắt đầu làm việc lúc 9 giờ, kết thúc lúc 12 giờ, chiều từ 2 tới 6 giờ, từ thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần. Công ty mới của mình làm việc từ 9 giờ 30 tới 12 giờ 30 sáng, chiều từ 2 giờ tới 7 giờ, được nghỉ thứ 7, chủ nhật. Công ty bạn mình làm từ 10 giờ tới 12 giờ sáng, sau đó là 2 giờ tới 8 giờ chiều. Tóm lại, đa dạng giờ làm, nhưng lợi nhất vẫn là buổi sáng được ngủ nướng. 3. Sếp người Trung có gì đặc biệt? Điểm đặc biệt của các sếp người Trung là họ đa số rất hiền. Họ hiền theo kiểu không dám mắng nhân viên, như là sợ nhân viên giận dỗi mà bỏ đi hết, không lấy làm cho. Cũng như các sếp người Việt, các ông chủ người Trung khóa nhân viên hai ngờ, đó là ngu một tí và ngoan một tí. Chỉ đâu là phải đánh đấy, bảo A cấm đi B, không được thể hiện là giỏi hơn sếp. Đôi khi đó cũng là một lựa chọn an toàn, nhưng cái gì an toàn quá, nó cứ mờ nhạt, nhàn nhàn. Mình từng làm quản lý ở công ty cũ bên Trung, mình toàn bắt mấy bạn phòng sale chắc chính tả kỹ mới được gửi báo giá hay email lại cho khách. Đồng ý là mình khó tính, nhưng những cái việc nhỏ nhặt như lỗi chính tả, dấu cách mà không chỉnh chu được, thì sau này sao làm được việc lớn? Tiểu tiết không làm nên thành công, nhưng chi tiết tạo nên dấu ấn. Giữa một rừng người Trung viết sai chính tả, câu cú lộn xộn, bạn chỉnh chu hơn là bạn đã tạo được cảm tình với khách hàng rồi. 4. Văn hóa doanh nghiệp của họ thì sao? Ngoài thời gian mày mò trên ghế văn phòng, cả ngày nhìn màn hình máy tính, thì các công ty cũng rất đầu tư cho nhân viên đi học tập huấn bán hàng ở trụ sở Alibaba hoặc bất cứ hội thảo nào liên quan đến việc sử dụng Google, Facebook. Sau những ngày như thế, thì các công ty lại rục rịch hội chợ, triển lãm. Nếu công ty có mặt hàng mới triển lãm thì tốt, không thì tự đi triển lãm hoặc cử một vài bạn đi khảo sát thị trường, khảo sát các mặt hàng mới. Cũng có khi, bạn được cùng sếp đến chợ công nghệ Hoa Sang Bay lựa một vòng cái chợ to nhất thế giới lấy danh thiếp để bổ sung vào danh sách nhà cung cấp cho công ty mình. Tóm lại, người Trung họ không bao giờ thích ngồi không, cũng không thích ngừng việc ngẫm nghĩ.
Cứ rảnh là họ lại thấy lo sợ, chứ không như nhiều người Việt Nam mình, khi nghe mình kể thì chỉ thở dài, làm như thế thì lấy đâu ra thời gian chơi. Thật ra thì bên này họ đi chơi cũng rất nhiều, bằng chứng là họ có những ngày nghỉ lễ dài lê thê. Thời gian đi làm mà cứ mãi miết cắm đầu ở văn phòng thì buồn chết, nên các công ty bên này thỉnh thoảng có hoạt động ngoại khóa như những hôm mất điện. Nào thì tha nhau lên núi hoặc xuống biển, hoặc chán cả hai thì đến mấy khu nghỉ dưỡng dạng nông trại, tự lúi húi nhóm bếp nấu nướng với nhau. Rồi công ty nào cũng có một nhóm WeChat, cả sếp cả nhân viên tất tật trong đó, sếp thông báo gì cũng nhắn vào đó, nhân viên nào có đề xuất cũng nhắn để cả công ty cùng biết. Ăn chơi, chụp ảnh cũng gửi tất vào nhóm. Điều này khiến mọi người gần gũi nhau hơn, không phải cứ thấy sếp là như hung thần. Họ hiểu rằng sếp hay nhân viên thì cũng đều là người trên một con thuyền ra thương trường cùng cố gắng để đạt được doanh thu tốt nhất. Để kết lại, mình muốn chia sẻ rằng sau một thời gian nằm vùng ở Thâm Quyến, mình nhận ra chất xám của người Việt không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Nhưng ở thời điểm mình viết bài này, năm 2017, lương ở Việt Nam quá thấp so với mức lương ở các nước khác, trong khi chi phí sinh hoạt hàng ngày, mức sống ở các thành phố lớn Việt Nam thì quá đắt đỏ, chẳng kém một quốc gia phát triển trên thế giới nào. Bạn thử nghĩ xem, ở thời điểm này, sinh viên Việt Nam vừa tốt nghiệp đại học, mức lương trung bình tầm 3-4 triệu, tiền thuê nhà 1 triệu, xăng xe đi lại khoảng 500 nghìn, bay luôn nửa tháng lương chưa kể ăn uống, hoặc đùng cái đứa bạn đi lấy chồng, lại thêm lo chuyện phong bì đám cưới. Chưa kể nước mình áp dụng lương thử việc, giả sử thử việc xong tạch, lại vác đơn đi chỗ khác, lại ăn lương thử việc nữa. Chả biết phấn đấu thêm 3-4 năm nữa lương đã lên 10 triệu một tháng hay chưa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cứ phải liều sang Trung Quốc hay bất kỳ một quốc gia nào khác để làm việc mới có thể giàu lên được. Những người trẻ chúng ta hãy chấp nhận hoàn cảnh với thái độ lạc quan hết mức có thể. Học thật trâu và làm thật máu nào, hãy đầu tư cho ngoại ngữ, học thật giỏi một ngoại ngữ, rồi lại học tiếp một ngôn ngữ đủ để giao tiếp. Biết đâu, vào một ngày đẹp trời, bạn lại nhận được một cái email đề nghị công việc mức lương 2.000 đô thì sao? Những năm tháng đầu khởi nghiệp, cứ để các nhà tuyển dụng tiêu hoang sức lao động của bạn đi, sau này bạn sẽ phải cảm ơn họ nhiều lắm đấy. Đến khi vững vàng và trưởng thành với vốn ngoại ngữ tốt rồi, thì mình tin, dù ở đâu trên thế giới này đi nữa, bạn cũng sẽ thành công. Còn bạn, bạn nghĩ sao về chủ đề này? Có trải nghiệm làm việc ở Trung Quốc nào mà bạn muốn chia sẻ với chúng mình hay không? Hãy để lại comment ở phía bên dưới cùng chúng mình nhé. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Spy Room nha.